Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam phối hợp với Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ xuất quân chương trình Học kỳ trong quân đội. Với tên gọi Những bước chân Phù Đồng, các em học sinh tham gia khóa học sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, được giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí, tinh thần vượt khó cho thanh thiếu niên. Cùng với đó, học viên còn được tham gia các lớp về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, hoạt động văn nghệ, các trò chơi, các chương trình hoạt động đầy bổ ích và lý thú như nhảy dân vũ, hội thao chiến sĩ cùng các hoạt động xã hội khác như tham quan và tập làm tăng gia sản xuất trong quân đội. Không chỉ vậy, các chiến sĩ nhí sẽ được tham gia các hoạt động khơi gợi cảm xúc như viết nhật ký, viết thư tay gửi gia đình. Qua đó để các chiến sĩ cảm nhận giá trị về cuộc sống, nâng cao cảm quan của các em về con người, biết sẻ chia, yêu thương, biết giúp đỡ mọi người đúng cách.